Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các vật dụng như giấy thang, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian lận dự kiến sẽ bị cấm mang vào phòng thi. Đây là một trong những điểm mới đáng lưu ý của dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Các điểm sửa đổi chủ yếu theo hướng bổ sung nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi năm 2023 và nếu được thông qua sẽ áp dụng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.